chị giáo Mai Phan hướng dẫn Big Son Do Yin siêu sinh. Đi ở đúng viền thôi nha. Sau đó các chị có thể lấy bông đấy này các chị làm lại để cho tất cả cái lớp kem theo cái điểm đó nó được xóa hết cái viền môi của mình đi, làm giảm cái độ viền môi quá sắc. Đó thì mình sẽ làm một lớp màu nước để đi cái lớp bay trước. Son keo viền, san đúng đủ viền nhá. Và khi san son thì cầm cái cây vọng nước nhẹ thôi, đừng có nước mạnh bay. Cơ thể nhận là son bị bể ở trên môi. Còn đây đang là một cái tông hồng, thế thì màu của tôi của bạn cũng phần hồng nhưng mà hồng này nó sẽ không nên quá tươi, cách nhạt dần đi ra đến con môi thôi. 3D cho môi một cách là hai đỉnh môi của họ phải nối với nhau. Bây giờ thấy giống đổ zin chưa? Giống rồi đúng không? Rồi xong vòng các bạn chú ý một chút nhá, phải vạch đúng viền thôi. Đỉnh môi xuống trước này và sau đấy đến phần đỉnh viền bên dưới này. Và sau đó thì ở bên trong thì mình sẽ dặn. Chú ý là chỉ nên đi như thế thôi thì rất là vừa đẹp.